quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình hôm nay chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Sau 3 ngày diễn ra ngày hội, chiều ngày 5 tháng 11, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu phối hợp tổ chức lễ bế mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người toàn quốc lần thứ nhất và Tuần Du lịch Văn hóa Lai Châu năm 2023. Nằm trong chuỗi các hoạt động Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất và Tuần Du lịch Văn hóa Lai Châu năm 2023, phải kể đến sự đa dạng của các sản phẩm nông sản các tỉnh miền núi phía Bắc và các sản phẩm ô cốp của tỉnh được trưng bày, giới thiệu và quảng bá. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 5 tháng 11, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy chữa cháy. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Lai Châu, sự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh và các sở ban ngành tỉnh. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện chỉ thị số 01 ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới, đánh giá. Trong 10 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 2.927 vụ cháy và sự cố cháy, làm chết 134 người, bị thương 101 người, thiệt hại về tài sản ước tính 229,75 tỷ đồng và 207 hecta rừng. Xảy ra 10 vụ nổ, làm chết 5 người, bị thương 18 người. Nguyên nhân xảy ra các vụ cháy do sự cố hệ thống, thiết bị điện và bất cẩn khu sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và sự cố kỹ thuật. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an các địa phương đã tổ chức chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn 2.493 vụ cháy, tai nạn, sự cố. Tổ chức hướng dẫn thoát nạn và trực tiếp cứu được 885 người, tìm kiếm được 782 thi thể, nạn nhân trong các vụ cháy và sự cố tai nạn. Bảo vệ tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng và cứu được tài sản trị giá khoảng 270 tỷ đồng. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ ngành trung ương phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành rà soát các cơ sở kinh doanh, bảo quản hóa chất có nguy cơ cháy nổ cao ở khu dân cư, nơi tập trung đông người và di rời, bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, kỹ năng phòng ngừa cháy nổ, thoát nạn trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân nâng cao cảnh giác, ứng phó kịp thời các sự cố cháy nổ. Công an, Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân các cấp thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp giấy phép xây dựng, thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với các công trình xây dựng, đặc biệt là các cơ sở chuyển đổi công năng có nguy cơ cháy nổ cao, cơ sở tập trung đông người như nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà trọ, nhà chung cư, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường. Kiên quyết không để trường hợp không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy được cấp phép đưa vào hoạt động. Tập trung hướng dẫn cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khắc phục tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xây dựng thực hiện cải tạo sớm đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đưa vào hoạt động trở lại. Sau 3 ngày diễn ra ngày hội, chiều ngày 5 tháng 11, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu phối hợp tổ chức lễ bế mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người toàn quốc lần thứ nhất và Tuần Du lịch Văn hóa Lai Châu năm 2023. Dự lễ bế mạc có đồng chí Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Dân tộc, Phó trưởng ban tổ chức ngày hội. Đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức ngày hội. Đồng chí Lê Đức Dục, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số sở ngành tỉnh và 11 tỉnh tham dự ngày hội. Đánh giá kết quả tổ chức và bế mạc ngày hội, đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức ngày hội khẳng định: với chủ đề bảo tồn, phát huy và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người, ngày hội đã góp phần cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đột phá chiến lược tại hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và để văn hóa soi đường cho quốc dân đi theo lời dạy của Bác Hồ. Ngày hội được chuẩn bị và tổ chức chu đáo, quy mô đảm bảo tính thống nhất, khoa học giữa các đơn vị tổ chức thực hiện và các đơn vị tham gia ngày hội, diễn ra an toàn, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, thu hút sự quan tâm của đông đảo đồng bào các tỉnh tham gia. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức ngày hội đã trao cờ nhất, nhì, ba khuyến khích toàn đoàn cho 8 tỉnh tham gia các môn thể thao dân tộc. Trong đó giải nhất toàn đoàn thuộc về tỉnh Lai Châu, trao 79 giải A, B, C cho các đoàn tham gia. Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa đặc trưng, liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống,
trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống, trình diễn nghề thủ công truyền thống. Ban tổ chức cũng tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho 18 tập thể, 5 cá nhân có thành tích tham gia tổ chức ngày hội. Tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu cho 20 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu tổ chức thực hiện ngày hội. Trao cờ đăng cai Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ 2 năm 2028 cho tỉnh Lào Cai đăng cai. Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người toàn quốc lần thứ nhất và Tuần Du lịch Văn hóa Lai Châu năm 2023 đã diễn ra thành công và đạt các mục tiêu ban tổ chức hướng tới. Ngày hội sẽ góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tôn vinh, phát huy những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc có số dân dưới 10.000 người toàn quốc nói riêng và bản sắc văn hóa truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam nói chung. Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất và Tuần Du lịch Văn hóa Lai Châu năm 2023, sáng ngày 5 tháng 11, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức buổi tọa đàm đánh giá sản phẩm du lịch Lai Châu. Đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự tại hội nghị. Cùng dự còn có các đơn vị doanh nghiệp lữ hành, du lịch ba miền, Bắc, Trung, Nam. Buổi tọa đàm nhằm giới thiệu quảng bá điểm đến và sản phẩm du lịch, dịch vụ mới của tỉnh Lai Châu tới các doanh nghiệp lữ hành, các cơ quan truyền thông trong cả nước, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch ba tỉnh, Bắc Lào, Phong Sa Lì, U Đôm Say, Luông Pha Băng, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Từ đó đẩy mạnh công tác truyền thông các điểm đến của Lai Châu tới du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch Lai Châu kết nối với các doanh nghiệp lữ hành, xây dựng chương trình tour du lịch đưa khách đến với Lai Châu sau sự kiện. Sau khi tham quan, khảo sát các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu, các đại biểu dự tọa đàm đã đánh giá về tiềm năng, thế mạnh của các điểm du lịch, sản phẩm du lịch tỉnh Lai Châu, đồng thời đưa ra thực trạng và các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời gian tới. Các đại biểu đánh giá Lai Châu hội tụ chuỗi hệ sinh thái từ du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng, mạo hiểm. Chiến lược Lai Châu có nhiều đề án để khai thác phát triển thị trường du lịch. Tuy nhiên, việc đánh giá định vị thương hiệu, điểm đến du lịch của Lai Châu chưa rõ nét. Chuỗi cung ứng từ giao thông, nhà hàng, nhân sự chưa đáp ứng nhu cầu thị trường du lịch. Hệ sinh thái còn non so với các tỉnh khác. Sản phẩm du lịch cộng đồng của tỉnh chủ yếu là các doanh nghiệp tự bơi. Tỉnh cần hỗ trợ chính sách về cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực và xem lại công tác truyền thông. Lai Châu chú trọng thêm du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với sâm Lai Châu, định hướng khách hàng theo hướng nghỉ dưỡng và trị bệnh hoặc thưởng thức các món ăn bổ dưỡng, không nên chú trọng riêng về du lịch tham quan tự nhiên. Mặt khác, đoạn đường giữa các điểm du lịch xa nhau nhưng lại không có điểm dừng nghỉ để du khách check-in, chụp ảnh giới thiệu về Lai Châu. Nhiều điểm du lịch chưa thể hiện sự an toàn cho khách. Lai Châu cần phải quan tâm tới việc này. Trước đó trong 2 ngày, mùng 3 và mùng 4 tháng 11, đoàn đã đi tham quan các điểm du lịch tại huyện Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên của Lai Châu. Cũng trong ngày 5 tháng 11, bản Nậm Manh, xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Đồng chí Lê Đức Dục, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến chung vui cùng với bà con nhân dân trong bản. Trong không khí đầm ấm, thắm đượm tình đoàn kết, các đại biểu và nhân dân trong bản đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 93 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023, đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 2023. Bản Nậm Manh có diện tích tự nhiên 1.148 ha, có 132 hộ với 756 nhân khẩu, có 4 dân tộc cùng sinh sống. Kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Trong những năm qua, bản luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc xã, tạo điều kiện giúp đỡ cho các ban ngành. Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương chính sách về phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo. Nhân dân trong bản tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước. Ban công tác mặt trận bản luôn tuyên truyền vận động nhân dân, các dân tộc trong bản thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tuyên truyền cho người dân giữ gìn vệ sinh làng bản, khơi thông cống rãnh, vận động phát triển sản xuất, tăng thu nhập hộ gia đình, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Trong năm 2023, bản Nậm Manh có tổng số 102 hộ được công nhận gia đình văn hóa, có 3 hộ dân tiêu biểu xuất sắc được Ủy ban Nhân dân xã biểu dương khen thưởng. Để đảm bảo an ninh trật tự cho Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất và Tuần Du lịch Văn hóa tỉnh Lai Châu năm 2023 diễn ra từ ngày 3 tới ngày 5 tháng 11 năm 2023,
lực lượng công an tỉnh Lai Châu đã triển khai lực lượng trên 500 cán bộ chiến sĩ, thành lập 15 chốt, chia làm 2 vòng nhằm đảm bảo an ninh và trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra, các tổ cơ động được thành lập sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị khi có tình huống khẩn cấp nhằm đảm bảo tốt nhất cho du khách về tham dự ngày hội. Theo đó, mặc dù ngày hội thu hút hàng nghìn người dân và du khách cũng như lượng lớn phương tiện tham gia giao thông, tuy nhiên không có tình trạng chen lấn xô đẩy và ùn tắc, không xảy ra tình trạng trộm cắp, cướp giật, treo kéo du khách. Công an tỉnh cũng đã huy động tối đa quân số triển khai trấn áp tội phạm hình sự, kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi quá khích của thanh thiếu niên, không để vụ việc diễn biến phức tạp, nhằm mang đến cho người dân một ngày hội an toàn, thân thiện, tạo ấn tượng đẹp về hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân trong mắt mỗi người dân du khách khi đến Lai Châu. Thưa quý vị, tại tỉnh Lai Châu, vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cùng với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ nguyên sơ, người dân thân thiện và mến khách. Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất đã diễn ra có chủ đề bảo tồn, phát huy và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người. 14 dân tộc có số dân dưới 10.000 người như Ơ Đu, Bro, Pa Thèn, Pu Péo, Si La, Cống ở 11 tỉnh trên cả nước đã hội tụ tại ngày hội. Sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo tồn di sản văn hóa và cũng là dịp để du khách tìm hiểu những bản sắc độc đáo của các dân tộc rất ít người từ khắp mọi miền của Tổ quốc. Không gian văn hóa của tỉnh Tuyên Quang, nghệ nhân Pù Thị Xé, dân tộc Pa Thèn thể hiện tài năng dệt thổ cẩm qua bàn tay khéo léo và điêu luyện. Nghề dệt thổ cẩm của dân tộc Pa Thèn mang đậm tri thức bản địa, kỹ năng sống, kiến thức tích lũy từ đời sống qua hàng trăm năm của người vùng cao. Lưu truyền nghề dệt thổ cẩm cũng mang lại nét đẹp đặc trưng, sắc màu riêng biệt ở tộc người Pa Thèn. Nói về văn hóa thêu dệt này rất là kỳ công, muốn làm được một bộ áo tầm 5 tháng mới được một bộ. Như khi mình cần nhất thì mình phải cố gắng 1-3 tháng là liên tục thì mình mới có một bộ áo. Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người được tổ chức nhằm tôn vinh, phát huy và lan tỏa giá trị bản sắc các dân tộc rất ít người, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Vinh dự đăng cai tổ chức ngày hội lần đầu tiên, tỉnh Lai Châu có 4 dân tộc tham gia, gồm Lự, Cống, Mảng, Si La, thể hiện những nét văn hóa bản địa vô cùng đặc sắc. Đến dự ngày hội văn hóa của tỉnh Lai Châu thì tràn đầy cảm xúc và những cái niềm tin của Đảng, được nhìn thấy và được nghe những bản sắc văn hóa của dân tộc mình và nhất là những cái làn điệu dân ca của các dân tộc thiểu số dưới 10.000 người. Những năm qua, Đảng, Nhà nước xác định văn hóa của đồng bào dân tộc, trong đó có dân tộc rất ít người, là di sản quý báu, góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng và thống nhất của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng văn hóa con người Việt Nam, tạo động lực thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tổ chức được cái sự kiện này là thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tôn vinh những cái dân tộc có dân số dưới 10.000 người và mong muốn qua cái ngày hội này thì vừa học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đặc biệt là các dân tộc phải không ngừng có cái sự đoàn kết và gắn bó với nhau hơn, và qua đó thì thu hút khách du lịch đến với địa phương mình để làm sao góp phần cho vấn đề bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và đặc biệt là trong vấn đề phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Công tác phục dựng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của 14 dân tộc rất ít người gắn với du lịch ngày càng thể hiện những ưu thế riêng, thu hút nhiều du khách đến trải nghiệm, cùng ăn, cùng ở, cùng lao động với đồng bào. Qua đó, người dân có thêm nhiều cơ hội để thoát nghèo, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống và đặc biệt là có điều kiện phát huy các giá trị văn hóa bản địa. Thưa quý vị, trong những ngày tổ chức ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất và tuần du lịch văn hóa Lai Châu năm 2023, cùng với các hoạt động văn hóa, không gian trưng bày văn hóa các dân tộc, thưởng thức trà và sông Lai Châu, hàng nghìn người dân và khách du lịch đã được tham quan, thưởng thức và mua sắm tại không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu trong và ngoài nước. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự.
nằm trong chuỗi các hoạt động Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất và Tuần Du lịch Văn hóa Lai Châu năm 2023. Phải kể đến sự đa dạng của các sản phẩm nông sản các tỉnh miền núi phía Bắc và các sản phẩm ô cốp của tỉnh được trưng bày giới thiệu và quảng bá. Đây là cơ hội để các địa phương tham dự giới thiệu tiềm năng thế mạnh và quảng bá các sản phẩm nông sản chủ lực tiêu biểu đến đông đảo nhân dân và du khách. Tôi đến từ Phú Thọ, tôi mang cái sản phẩm là đặc sản của quê hương Phú Thọ như thế này. Cái thứ nhất là tôi mang đặc sản như là bưởi Đoan Hùng này và nem thịt chua này và các loại sản phẩm khác và đặc sản của quê hương Phú Thọ nên đây bán cũng rất là tuyệt vời chạy. Thì là đến hôm nay là tôi bán cũng gần hết hàng rồi. Thì là không khí như thế này nó rất là nhộn nhịp và vui và tuyệt vời luôn. Ngoài các sản phẩm nông sản đặc trưng, các sản phẩm ô cốp các tỉnh miền núi phía Bắc, tại không gian trưng bày lần này, các tỉnh nước bạn Trung Quốc và Lào cũng đã mang nhiều sản phẩm đặc sản tới quảng bá giới thiệu tại các gian hàng, làm cho không khí tại các gian hàng của các tỉnh nước bạn Lào và Trung Quốc luôn nhộn nhịp, tấp nập người dân và du khách đến thưởng thức mua sắm. Tôi sang từ bên Lào và khách đoàn Lào đã mang cái hàng hóa cũng nhiều loại hàng hóa để trao đổi bên tỉnh Lai Châu để trao đổi với các dân tộc. Đó là có sẽ có các rượu là sản phẩm ô cốp của bên Lào là bên tỉnh là có nhiều loại. Sang đây là không khí tại đây là rất là nhộn nhịp, là cảm thấy rất là vui, rất được là hạnh phúc đã được tham gia cái hội này. Là lần sau đấy có cơ hội thì muốn tham gia cái hội này một lần nữa. Nhiều sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh được công nhận đạt ô cốp cũng đã được trưng bày tại các gian hàng, từ đó góp phần quảng bá các sản phẩm ô cốp đặc trưng của tỉnh. Các đơn vị mang sản phẩm đến giới thiệu và quảng bá đều cảm thấy phấn khởi vì sản phẩm của tỉnh được người dân và du khách ưa chuộng. Chúng tôi tham gia lễ hội, chúng tôi mang 8 sản phẩm ô cốp. Theo tham gia tuần lễ này thì đối với lượng mà sản phẩm của chúng tôi mang đi rất là nhiều, nhưng mà cũng được là các người dân ở khắp nơi, ví dụ như các tỉnh khác và người dân ở Lai Châu là rất là hưởng ứng nhiệt tình, nên là cái số lượng mà chúng tôi mang đến lễ hội ngày hôm nay là cũng gần hết rồi ạ. Tại không gian trưng bày sản phẩm nông sản, người dân và du khách còn được giới thiệu, hướng dẫn và thưởng thức sản phẩm với không khí vui vẻ phấn khởi. Trong những ngày diễn ra lễ hội, hàng nghìn người dân và du khách đã lựa chọn được cho mình nhiều sản phẩm về phục vụ gia đình. Đi qua các gian hàng của ở trên thành phố này thì cũng thấy khá đa dạng, nhiều loại thì cũng rất thông dụng cho mọi người dân. Nên là cô cũng có một chút hàng để mua về để dùng và để cho làm quà nữa. Ra đến đây thì cũng cảm thấy là không khí rất là nhộn nhịp, mọi người đến các gian hàng rất đông vui, nhộn nhịp, nên là bản thân cũng thấy rất phấn khởi khi đi lên thành phố để thăm cái lễ hội. Với sự chuẩn bị tốt mà các gian hàng trưng bày quảng bá giới thiệu các sản phẩm đặc trưng nông sản, được người dân và du khách đánh giá cao về sự đa dạng phong phú, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo quy định. Các gian hàng thực hiện nghiêm việc niêm yết giá và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Hôm nay tuần văn hóa của tỉnh với cấp trên tổ chức, tôi cũng ra đây tham dự thì thấy hàng hóa đa dạng nhiều và rất đẹp của cả bên trong nước và ngoài nước. Thế chúng tôi thì thấy cái cổ động phong trào rất là sôi nổi. Tôi cũng đang đi xem để lựa chọn có cái hàng hóa thì tôi sẽ mua một vài thứ. Có thể nói Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất và Tuần Du lịch Văn hóa Lai Châu năm 2023 đã quy tụ đa dạng các hoạt động quảng bá tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh miền đất con người Lai Châu và các giá trị văn hóa độc đáo đặc sắc, sản phẩm ô cốp, sản phẩm nông sản và đặc sản địa phương, tiềm năng thế mạnh, điểm đến du lịch hấp dẫn người dân và du khách trong và ngoài nước, tạo thêm cơ hội cho Lai Châu kết nối với các nhà đầu tư doanh nghiệp, công ty lữ hành, đơn vị, cá nhân hợp tác phát triển sản xuất nông sản, ẩm thực, văn hóa du lịch, góp phần mở rộng thị trường khách du lịch và nâng tầm giá trị sản phẩm nông sản của tỉnh, nhất là các sản phẩm ô cốp. Thưa quý vị, thưa các bạn, nghi lễ nhảy lửa là một trong những nét văn hóa đặc sắc trong đời sống tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Pà Thèn.
Đây là dân tộc thiểu số hơn 8.000 người tại tỉnh Tuyên Quang. Tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người, do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lần thứ nhất tại tỉnh Lai Châu, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang đã tái hiện lại nghi lễ nhảy lửa của dân tộc Pà Thèn tại không gian ngoài trời ở Bảo tàng tỉnh Lai Châu. Và mời quý vị cùng theo dõi nghi lễ độc đáo này. Nghi lễ nhảy lửa của dân tộc Pà Thèn Tuyên Quang là văn hóa đặc sắc. Bởi qua nghi lễ này, người tham gia minh chứng cho sức mạnh của mình trong cuộc sống, mong ước chế ngự được thiên nhiên ban tặng. Nghi lễ nhảy lửa thường được tổ chức vào buổi tối, khi thầy cúng mời được thần linh, các chàng trai làm lễ xong sẽ thực hiện nhảy lửa. Bàn chân nhảy trên đống củi than hồng, bàn tay tung than. Đây chính là văn hóa tín ngưỡng rất độc đáo của dân tộc Pà Thèn ở Tuyên Quang. Từ đầu là thầy bắt đầu thắp hương lấy con lợn để đây là mời các thần thánh ở trên ở khắp các phương đến các phương ở trên trời ấy, xuống để ăn ăn thịt lợn này, để ăn sau đó uống rượu say là nhập vào bọn mình. Thế là lúc mình đi như kiểu say rượu ấy, là không phải là người say rượu mà là được thần thánh nhập vào. Lúc đấy các thần thánh ăn no uống say nhập vào mình thì mình cũng say như kiểu các thần thánh ấy, như kiểu mình bình thường ấy. Mình say rượu mình đi hay lạng choạng, nhưng mà đây là thần thánh say rượu, mình là người, lúc đấy mình thành người thần thánh ấy. Chân tay của mình thì lúc tung lửa như thế này, mà lúc đấy thì bây giờ hiện tại bây giờ là không bị bỏng, không bị làm sao gì cả, vẫn bình thường, không đau không rát gì. Cái lễ nhảy lửa này thì được các cụ truyền lại từ ngày xưa, bây giờ đội chúng tôi thì chỉ biết kế cận lại thôi. Thì cái lễ hội này thường diễn ra vào cái tháng riêng hàng năm. Ý nghĩa của cái lễ hội này là cầu cho bình an cho bà con nhân dân ở trong làng. Để ai cũng hạnh phúc, ai cũng ấm no, làm ăn không ốm đau. Đối với người Pà Thèn, vị thần tối cao nhất là thần lửa, và ngọn lửa mang lại sự may mắn cho họ. Để nghi lễ nhảy lửa diễn ra suôn sẻ, thầy làm lễ ngồi vào ghế cúng, tay cầm que tre, gõ vào đàn pàn dơ, vừa lắc vòng, thân người bật lên theo từng nhịp gõ, miệng đọc bài cúng bằng tiếng Pà Thèn. Phần nhảy lửa diễn ra trong khoảng một tiếng, đến khi lửa tàn, than đã nguội, thầy cúng tiếp tục gõ đàn pàn dơ, khấn cúng, tiễn thần thánh về trời. Mang thịt con lợn với lại giấy, mấy hai bó hương, thế về làm đốt là cũng là gọi thần linh xuống là nó mới gọi cái thụ cùng thụ đất này với lại cái tịnh này, cái số của thần này xuống hết, nó mới cúng nhảy lửa. Sau là nhảy lửa xong là mình cũng trả giả cho cái thụ, cái thụ cùng này, cái số ma này, cái thần này. Xong mới dạ cho cái thánh của mình. Xong là mới mạo thánh là về cùng nhau về. Nghi lễ nhảy lửa là nguồn tư liệu quan trọng giúp cho việc nghiên cứu truyền thống, lịch sử văn hóa, phong tục tập quán tín ngưỡng của cộng đồng người Pà Thèn ở thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Với những giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học, ngày 1 tháng 6 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã quyết định đưa lễ nhảy lửa của người Pà Thèn tỉnh Tuyên Quang vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nhằm quảng bá tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc của di sản. Tôi đã xem cũng nhiều lần cái nhảy lửa này rồi. Thì hôm nay đặc biệt là có thể là các cậu nhảy vào, có thể là đứng bề trên nhập vào như thế nào, nhưng mà có thể là cảm thấy các bạn là thời gian nó dài hơn những chỗ khác. Đó là cái đầu tiên mà anh em nhớ ảnh cảm thấy là rất là vui, và mọi người chứng kiến nó rất là lâu, một cái cuộc chơi nó rất là dài mà nó làm cho mọi người cảm thấy rất là sướng. Cái cảm xúc của tôi đó là tôi cảm thấy nãy giờ thì tôi chụp được rất nhiều bức ảnh đấy, đó là những cái mà tôi làm được. Tôi ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi ra đây chỉ có 48 tiếng thôi, còn lát là tôi về lại rồi. Nhưng mà những cái việc mình từ xa tới đây như thế này là không có uổng công, và mình cảm thấy là mình rất là vui với tự hào với những gì di sản mà của cha ông ta để lại. Nghi lễ nhảy lửa có ý nghĩa gắn kết cộng đồng và bảo lưu được rất nhiều giá trị văn hóa truyền thống từ đời này qua đời khác.
Việc tổ chức nghi lễ tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lần thứ nhất tại tỉnh Lai Châu sẽ góp phần quảng bá, tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc của di sản quốc gia, tạo môi trường sống trong lành, gần gũi với thiên nhiên và phát triển sản phẩm văn hóa du lịch độc đáo, thu hút khách du lịch đến với tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh diễn ra lễ hội của đất nước. Đến với Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người tại thành phố Lai Châu, người dân và du khách được các đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên hòa mình vào không khí sôi động, tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa thể thao sâu bản sắc, mà còn hiểu hơn, yêu hơn mảnh đất Lai Châu xinh đẹp, đậm đà bản sắc văn hóa. Người dân thì thân thiện và hiếu khách. Và sau đây là ghi nhận của một số ý kiến du khách và các nghệ nhân tham gia ngày hội. Tôi rất vinh dự là dân tộc Ái đến từ Thái Nguyên. Vâng, về vinh dự thì tôi được rất là vui mừng và phấn khởi, và đặc biệt tự hào là đại diện cho dân tộc Ái đến từ Thái Nguyên. Đến đây thì chúng tôi được tham gia các chương trình như giao lưu văn hóa ẩm thực, tham gia những chương trình thi đấu thể thao, tranh tài ở những nội dung dân gian, và đặc biệt hơn nữa là được trình diễn trang phục cổ truyền, trang phục trình diễn ấy. Và chúng tôi là rất là vinh dự và cũng thay lời cho dân tộc Ái ở Thái Nguyên. Và tôi cũng đã giới thiệu cho bạn bè, người thân đến hôm nay tôi đến với lễ hội này thì có chồng con tôi, các cháu tôi và anh chị em, bạn bè. Chúng tôi lấy chồng tôi về sống ở Điện Biên cách đây 35 năm và trở lại đây đoàn chúng tôi đi gần 20 người đến lễ hội này. Thành phố Lai Châu bây giờ phát triển phải nói là vượt bậc. Đời sống nhân dân thì cải thiện không ngừng và được nâng cao. Hiện tại mình đang sinh sống ở Than Uyên, Lai Châu. Đầu tiên mình cảm thấy rất là tự hào vì mình đang được sinh sống trên một vùng đất có thể nói là có rất nhiều cái truyền thống văn hóa. Mình thấy là mình cảm thấy rất là vui và rất là thích thú khi được tham quan các gian hàng, và mình cảm thấy là khi mà có các cái không gian văn hóa của mọi người là ở các tỉnh về đây, mình được tìm hiểu, được tìm tòi thêm một số cái không gian văn hóa. Ví dụ như là ở trong Quan Tum cũng được ra đây, cũng được xem thì mình cũng thấy khá ấn tượng với trang phục của họ. Hôm nay tôi cũng được về tham quan để Lai Châu mới, họ nói như thế là mình cũng từ xưa cũng chưa được về lần nào. Thế là hôm nay lại gặp những anh em, những người ở trong khu vực các tỉnh xuống xem con người là đúng là đông, và tôi cũng rất là vui ạ. Tôi cũng như là đoàn nghệ nhân của tỉnh Kon Tum, đây là lần đầu tiên được đến với Lai Châu. Thì về không khí, con người rất là thân thiện, và không khí thì mát mẻ trong lành, cũng là một cái điều kiện tốt trong cái quá trình tổ chức các cái hoạt động, và đây cũng là một cái dịp mà để cho bà con các dân tộc ít người có cái điều kiện giao lưu, học hỏi cũng như là trao đổi cái kinh nghiệm trong công tác bảo tồn và phát huy các cái giá trị truyền thống của dân tộc mình. Thì chúng tôi cũng mong rằng là đối với ngày hội này thì cũng sẽ được quan tâm tổ chức luân phiên của các tỉnh để rồi bà con ở các cái tỉnh bạn có cái dịp đến với từng tỉnh để mà có cái trao đổi học hỏi kinh nghiệm hơn nữa trong cái công tác bảo tồn các giá trị văn hóa. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.